Chào các bạn, mình là Chi Xê. A B C D E F. Chào em là thế công nghệ cao, em chứng minh thư bằng lái xe. Xin chào tất cả các độc giả của giới influencer, mình là Chi Xê. Hôm nay mình rất vinh hạnh được trở thành nhân vật tiếp theo của talk show Sao Sống Sao của giới influencer. Tên mình là Chi Xê bởi vì hồi cấp 2 lớp mình có ba Nguyễn Linh Chi, Chi A, Chi B và Chi C. Mình là Chi C. Mình sử dụng lên cái tên đấy tại vì kiểu mọi người đều hay gọi mình như thế từ cấp 2 lên đến cấp 3, xong lên đại học. Và mình thấy cái tên đấy nó rất là hay và nó hợp với mình, nên mình dùng luôn, đơn giản vậy thôi ạ. Mình rất thích sử dụng những vật liệu xung quanh, những âm thanh xung quanh để tạo ra âm nhạc. Bởi vì là ngày xưa và bây giờ mình rất thích tạo ra âm nhạc trong phòng tắm, vì nó là cái khoảng không gian mà mình được ở một mình cảm thấy rất là riêng tư và mình có thể tự do sáng tạo. Ở phòng tắm thì có khá ít dụng cụ để có thể tạo ra âm nhạc, thế nên là mình thường đập vào các thứ gì đó hoặc là đập lên chính bản thân mình. Vì là một tay ngang, thế nên là mình không có nhiều dụng cụ để có thể tạo ra âm nhạc như các producer khác ấy, nên là mình sử dụng những cái âm thanh xung quanh mình. Và tự dưng thì không phải tự dưng mà là tình cờ mình cảm thấy những cái âm thanh đấy nó rất là mộc mạc, gần gũi. Mình cảm thấy rất là happy khi làm việc với những cái âm thanh đấy. Làm việc á, nghe nó căng thẳng quá nhỉ. Mình cảm thấy rất happy khi tạo ra được âm nhạc từ những thứ xung quanh như vậy. Và mình muốn lan tỏa điều đó tới tất cả mọi người, nên là mình hay sử dụng những cái âm thanh đấy lên kênh TikTok của mình. Có một câu chuyện là cái đợt mà ngày trước mình nằm ở trên giường, mình rất là lười. Lúc đấy là mình đang nằm trên giường, nhưng mà mình vẫn muốn hát một cái gì đấy. Mình vẫn muốn quay một cái video hát một cái gì đấy, nhưng mà lúc đấy là đang không có đạo cụ gì cả. Nếu mà cần một cái đàn thì mình lại phải xuống nhà mình lấy cái đàn lên mình đánh. Thế là mình nằm trên giường, mình thấy cái chán của mình suy nghĩ là mình nên làm cái gì để có thể tạo ra âm thanh bây giờ. Thế là mình đập luôn vào chán, và từ đó mình đã có một con beat tự làm. Hơi đau, thế nên là mình chỉ làm hai cái video để đập chán thôi. Sau đó mình chuyển xuống đập ngực, vẫn đau, thế nên là mình chỉ làm vài cái video về nó thôi. Sau đấy mình cầm đàn ukulele lên mình đánh. Và bây giờ mình đã theo con đường nghệ thuật một cách chuyên nghiệp hơn rồi. Mình sẽ không đập vào ngực và chán nữa đâu, vì nó hại sức khỏe lắm. Ngày xưa mình có một cái video mình đập ngực mà có khá là viral, là bài As Long As You Love Me. Nó kiểu dồn dồn. As long as you love me, we could be starving, we could be homeless, we could be broke. As long as you love me. Nói về ca sĩ định hình phong cách thì chắc là cũng cái phong cách của mình nó cũng không hẳn là được định hình bởi một ai đó, nhưng mà mình rất thích cái vibe âm nhạc của chị Aurora. Còn phong cách thì chắc là nó sẽ đến từ những thứ xung quanh và từ chính con người của mình hơn. Để chọn bài hát thì chắc mình sẽ chọn bài hát không lời. Tại vì cái bài hát không lời mình có thể viết nhạc trên con beat đấy chẳng hạn. Và khi nghe một bài hát không lời mình có thể tưởng tượng được ra nhiều thứ, tưởng tượng ra những câu chuyện khác nhau, chứ không hẳn là ngày nào cũng phải nghe đi nghe lại một cái câu chuyện y hệt như thế. Thì nó sẽ không được bay bổng. 5 giây quảng cáo, mình có một đứa bạn mới ra một EP nhà không lời, Lazy, L-A-Z-I-I, mọi người nhớ nghe nhé, hay lắm. Hãy tưởng tượng câu chuyện của chính mình trong những cái giai điệu đó nhé. Ok, quá 5 giây rồi, mình là song tử. Mình là một người đa nhân cách, lúc thức mình có nhiều nhân cách khác nhau, và lúc ngủ cũng thế, mình hay nói mớ. Có một lần, chị mình đã tỉnh dậy lúc mình đang nói mớ, và chị mình đã nói chuyện với mình như một con người khác vậy. Mình nghĩ là mình sẽ không buồn cái gì nó quá lâu và nó quá dài đâu. Thường nỗi buồn của mình nó sẽ chia theo 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu là buồn rất sầu, giai đoạn 2 là buồn bình thường. Nỗi buồn bình thường đấy mình có thể đi tìm những thú vui khác. Và thứ 3 sẽ là giai đoạn buồn hoài niệm. Giai đoạn đấy rất là đẹp. Thì đấy, thì giai đoạn đầu tiên là giai đoạn mình mới mất đi một cái gì đấy. Nó đang là một cái yếu tố rất là quan trọng trong cuộc sống, trong cái guồng quay cuộc đời của mình. Và tự dưng mình mất đi nó thì mình sẽ tự dưng hụt hẫng một phát. Và lúc đấy mình cũng rất là buồn. Sau đấy sẽ là buồn gì nhỉ? À, buồn hơi hơi. Giai đoạn buồn hơi hơi đấy là mình đã hơi hơi vượt qua được nó rồi. Mình đã có được những niềm vui khác đến từ những yếu tố xung quanh, yếu tố bên ngoài.
Và sau giai đoạn buồn hơi hơi đấy sẽ là buồn hoài niệm. Sau khi một khoảng thời gian dài rồi thì đôi khi mình sẽ nhớ lại những cái kỷ niệm đó. Mình biết là mình không còn nó nữa, nhưng mà nó vẫn luôn luôn là một ký ức đẹp trong đầu mình, và mình sẽ rất trân trọng nó. Đó, thường đấy là sẽ là những cái giai đoạn buồn của mình, chứ mình không buồn nhiều, buồn hoài, buồn mãi. Mình sẽ hướng tới những cái nỗi buồn hoài niệm đấy hơn. Mình nghĩ mọi người cũng nên thế. Nó là một nỗi buồn rất là đẹp. Mình sẽ trân trọng những cái nỗi buồn của quá khứ, để mình có thể có một cái nhìn bao dung hơn tới những cái sự việc xấu. Khi mà mình nhìn lại thì cái nỗi buồn đấy nó chỉ là một cái khoảnh khắc thôi, và mình không nên đắm chìm vào nó quá lâu. Mình hãy coi như nó là một cái kỷ niệm đẹp đi. Mình ta move on, moving forward. Nếu mà để một nỗi buồn thực sự sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của mình, chắc là sẽ làm nỗi buồn mất đi người thân, hoặc là nỗi buồn mà kiểu nó nhẹ nhàng hơn một chút thì có thể là nỗi buồn nó phải xa người thân, chẳng hạn như là giai đoạn mà mình đang có bây giờ. Nói chung mình cũng không bị buồn quá, nhưng mà sẽ nó vẫn hơi man mác ấy, tại vì người thân mình là những người ở quanh mình suốt từ khi những lúc mình mới sinh ra đến lúc mình lớn lên, và mình phải xa họ một thời gian dài, mình sẽ rất là buồn. Chắc là đấy là nỗi buồn mà mình cảm thấy là nó sẽ là sâu sắc nhất. Thường thì khi nào mình gặp một cái chuyện buồn, buồn sầu nặng hay là buồn nhẹ nhàng, thì mình cũng sẽ tìm một cái gì đó, tìm một cái hành động, một cái việc làm nào đó mà giúp mình có thể quên đi cái nỗi buồn đấy trong chốc lát. Chẳng hạn đi gặp bạn bè, hoặc nếu mà không có bạn bè xung quanh lúc đấy thì mình sẽ tự làm mình vui. Nếu cuộc đời vật ngã bạn một cái thì tôi sẽ đi vào nhà tắm và hát bằng niềm tin không lung lay. Điều mà mình mong muốn được làm mà chưa có cơ hội, đấy là việc được đi du lịch khắp nơi. Ngày xưa thì mình đã học du lịch để mình có thể được đi khắp nơi, như kiểu làm tiếp viên hàng không để được đi du lịch các nước, các tỉnh. Nhưng mà sau đấy thì con đường âm nhạc đã cắt ngang qua, và mình thấy nó đẹp quá, thế là mình đã rẽ sang đó. Và ta-da, mình đã chọn con đường nghệ thuật. Thì mình nên tập trung vào con đường đó, rồi về sau mình sẽ đi du lịch sau. Nếu như mình không làm influencer nữa thì mình sẽ chọn một con đường nó vẫn liên quan đến nghệ thuật. Mình vẫn sẽ làm nghệ thuật. Còn cái gì cụ thể thì mình sẽ bật mí sau. Chắc là mình sẽ chưa chia sẻ vội, sợ nói trước bước không qua. Nhưng mà mọi người hãy chờ đợi mình nhé. Mình đang rèn luyện, luyện tập để có thể xuất hiện với một hình ảnh hoàn hảo nhất có thể. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu 5 món đồ mà không thể thiếu được trong cuộc đời của mình nhé. Ta-da. Đầu tiên là hai món đồ mà mình không thể thiếu được khi sống ở Sài Gòn. Với một outfit như này thì bạn có thể đi ra đường mà không phải lo lắng về việc ai đang phán xét mình và mình đang phán xét ai. Vì bạn đeo kính râm và đeo khẩu trang rồi, không ai biết bạn là ai hết. Bạn đeo kính, bạn có nhìn đều nó thì nó cũng không biết là mình đang nhìn đều nó. Mình rất thích những đồ vật này. Tiếp theo là một chiếc eyeliner. Là một người con gái e thẹn và hiền dịu, khi ra đường mình thường sẽ kẻ một chiếc mắt rất là sắc, để mọi người nghĩ là cô gái thật là cá tính và sắc sảo, rất là bén đây. Điều đó sẽ giúp mình trở nên tự tin hơn. Tiếp theo là chiếc bút. Ngày xưa thì ở khu nhà mình có mấy người bán hàng rong hay bán mấy cái đồ xinh xinh như bút này. Mình hay mua tầm 5-10 cái mỗi lần. Xong rồi mình sẽ đi phân chia cho mọi người. Ngày xưa mình làm ở nhà hàng nên là cái thứ mất nhiều nhất chính là cái bút bi. Vậy nên là mình có rất nhiều bút trong túi. Và đến giờ thì mình còn một cái thôi. Theo là một hộp kẹo sugar free. Mình rất thích ăn kẹo, nhưng mà nếu ăn kẹo nhiều thì sẽ rất béo và bị sâu răng. Thế nên là mình đã chọn kẹo sugar free để có thể đi ra đường lúc nào cũng có một cái gì đấy để ngậm. Chẳng hạn như là mình vừa ăn cái gì đấy có nước mắm hoặc là bún đậu mắm tôm chẳng hạn, thì mình đã có cái này cứu rỗi. Và cuối cùng đó là... Ui, không biết gì hết chưa. Và cuối cùng đó là chiếc tai nghe. Chiếc tai nghe để mình có thể nghe nhạc ở khắp mọi nơi, nhưng mà không được nghe khi lái xe nhé các bạn. Mình chỉ nghe những lúc nào mà mình ngồi ở ngoài đường ấy, và mình đang ngồi đợi một ai đó chẳng hạn, hoặc là mình đang ngồi một mình ở một cái chỗ nào đấy như kiểu cửa hàng tiện lợi.
Như kiểu là mình ngồi một mình ở cửa hàng tiện lợi chẳng hạn, mình không biết làm gì, mình sẽ ngồi nghe nhạc hoặc là ngồi viết nhạc. Tại vì thường thì ở ngoài đường ấy, mình hay có những nguồn cảm hứng khác nhau. Mình được tiếp xúc với cây cối ngoài đường, thiên nhiên ngoài đường, con người ngoài đường, rất nhiều những cá tính và cá thể khác nhau. Thế nên là mình hay có những nguồn cảm hứng để viết nhạc lúc mình đi ra ngoài. Thế nên là mình rất cần chiếc tai nghe này để mình có thể cảm thấy yên tĩnh và bắt đầu phát triển những cái ý tưởng ở trong đầu ra. Must have item. Đây là một vật vô tri mà mình đã mua. Mình cảm thấy nó cũng không vô tri lắm vì nó rất là hay. Bạn có thể đi tất nhưng mọi người vẫn tưởng bạn là đang không đi tất. Và bạn đang đi dép xỏ ngón với một chiếc bàn chân rất là đẹp. Nếu bắt buộc phải chọn một món đồ trong năm món này thì mình sẽ chọn cái này. Nó là một thứ rất là hay và mình rất cần nó. Mình không phải chọn tai nghe được vì lúc nãy mình quên mới không để điện thoại vào đây. Nên mình sẽ chọn món này. Và đó là năm món đồ không thể thiếu được của mình. Cảm ơn các độc giả của The Influencer đã theo dõi Sao Sống Xa cùng Chi C. Các bạn hãy follow mình cũng như The Influencer để đón xem những điều thú vị sắp tới nhé. Bye bye.